Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền AZ Nguyễn. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt và công thức cơ bản của mẫu đầm ôm bút chì, xẻ sườn và cái phần vặt ngoài của mình này. Mình có hai cái cúc trang trí nhé, có lẽ phần vặt ngoài. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt hoàn chỉnh mẫu đầm này nhé. Số đo của mình này, dài váy 55, vòng bụng 70 và vòng mông 88 nhé. Mình đi cắt thân sau của trước này. Kẻ giúp mình một đường thẳng luôn. Gấp giúp mình hai mặt phải của vải vào nhau nhé. Kẻ giúp mình 1,5cm đường may này. Còn chân váy sau để đường này của mình là đường trang khóa nhé. Và khi cắt cái chiếc đầm này nhé, các bạn chọn vải này. Như của mình là vải thô cốt tông, nó giãn rất là nhiều nhé. Phần bụng và phần mông mình phải trừ đi một chút nhé. Bạn này bạn yêu cầu là mặc thật sát này. Dài váy của mình 55, các bạn cộng giúp mình 5cm đường may nhé. Là dài váy của mình 60 này. Các bạn gióng ra đây cho mình là 60 nhé. Tính giúp mình đường hạ mông này. Vòng mông của mình 88, các bạn chia 4 thì bằng 22 nhé. Hạ mông giúp mình 22. Các bạn nối với... Các bạn cộng cho mình một phân nữa là bằng 23 nhé. Và đường may của mình là 1,5 luôn này. Phần chân dưới mình để là 16,5 nhé. Là 1,5cm đường may này. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường rộng ngang gấu lên đường rộng ngang mông giúp mình nhé. Vòng bụng của mình là 70, các bạn chia 4 bằng 17,5. 17,5 các bạn cộng cho mình 2cm bằng 19,5 này. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường rộng ngang bụng xuống đường rộng ngang mông này nhé. Trong phần sườn cho mình 1cm cho mình. Tính vào ly giúp mình, các bạn lấy cho mình 9,5 này. Từ đường giữa của váy các bạn lấy vào đây cho mình 9,5 nhé. Lối đây giúp mình. Dàn ly các bạn để cho mình 12 đến 13 nhé. Mình sẽ để 13 này. Các bạn vẽ vào đây cho mình. Cái phần mông này các bạn dùng đồ vát và thước này, vẽ giúp mình này. Đường gấu của bạn lên giúp mình 1cm nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của chân váy này. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này nhé. Cái phần gấu này các bạn gập vào giúp mình này. Để vẽ thân trước nhé, các bạn cũng kẻ giúp mình một đường thẳng này. Dài này cũng bằng 60 bằng thân sau này. Các bạn gióng ra cho mình là dài chân váy bằng 60 này. Phần chân dưới các bạn để giúp mình 16 thôi nhé. Và 1,5cm đường may này. Hạ mông giúp mình 22 này. Các bạn nối ra đây cho mình. Nối ngang mông giúp mình luôn. Vòng mông của mình là 88 này. Các bạn chia 4 bằng 22. Các bạn để 23 giúp mình. Cộng thêm giúp mình 1,5 đường may nhé. Vòng bụng của mình 70, các bạn chia 4 bằng 17,5. Thân trước của mình không có ly nhé, các bạn để 17,5 giúp mình luôn. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường rộng ngang bụng xuống đường rộng ngang mông này cho mình. Từ ngang mông
xuống ngang ống cho mình nhé. Đường này các bạn dùng đầu vát và thước này đánh vào giúp mình. Phần bụng đoạn này các bạn đánh cho mình 1 cm nhé, bằng thân sau giúp mình. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước của đầm nhé. Các bạn cắt giúp mình cái đường phấn này. Các bạn để ý giúp mình nhé, cái phần thân trước này mình sẽ đánh lên 20 cm cộng với lại 4 phân đường may là 24 này. Vẽ đây cho mình. Lấy vào cho mình 10 cm này. Đoạn dưới lấy cho mình 8 nhé. Các bạn nối vào đây. Sau đó các bạn đánh cong cho mình vào đây. Đánh đây cho mình 1 cm nhé. Từ cái đoạn 10 cm thì các bạn sẽ lấy cho mình 1 cm này. Và mình không cắt nha, mình để nguyên để mình cắt tiếp cái phần này. Vạt này rồi mình cắt cái phần xẻ này sau nhé. Để cắt cho mình cái phần lá bên ngoài nhé, các bạn sẽ để cho mình mặt phải ra ngoài này. Vẽ vào đây giúp mình. Các bạn để ý giúp mình nhé, từ sườn này vào đây này, lấy cho mình 5 cm nhé. Từ điểm sườn này vào đây này, lấy cho mình 7, trừ 7 cm cho mình nhé. Kẻ vuông góc cho mình này. Từ cạp xuống trừ giúp mình 10 cm nhé. Từ cái điểm này ở đây này lấy giúp mình 8 cm này, các bạn kẻ vuông góc này. Đánh cong vào đây giúp mình. Điểm vuông góc là các bạn đánh ra cho mình 1 cm là được này. Từ điểm này các bạn lấy ra 1 cm cho mình nhé. Đây này, lấy cho mình 9 cm này là được này. Sau đó các bạn kẻ như vạt dưới để cho mình nhé. Đánh cong cho mình vào đây. Cua này là mình sẽ được chân váy này nhé. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn mình vừa vẽ này. Cái đoạn cua này là do ý thích của các bạn nhé.
cua nhiều hay cua ít là do các bạn nhé, không cứ đâu nhé. Cái mép ngoài của mình là phối này, mình phối lụa nhé. Để cắt cả thân sau này, các bạn lấy thân sau ra nhé, đặt lên và cắt cho mình. Và từ mép này chúng ta lấy cho mình tầm 10. Rời cái phần cạp này. Và cái phần này nhá, các bạn cắt đi cho mình vào 2 cm này. Vậy là mình đứng dẫn các bạn cắt xong cạp thân sau nhé. Các bạn cắt sang cạp thân trước giúp mình. Các bạn gập đôi vải vào này. Để thân trước lên nhé, cắt cho mình. Và cắt cho mình chiều dài cũng bằng của thân sau này nhé, là được nhé. Cắt xong các bạn cắt mếch này ép vào cho mình nhé. Các bạn gấp đôi vào. Cắt cho mình cái này, thân trước này. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh mẫu đầm ôm bút chì thời trang của nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.